giá vàng đã đến lúc nghỉ ngơi. Giá vàng đang tiếp tục tăng một cách lành mạnh. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường vàng cần nghỉ ngơi trước khi tiếp tục vươn lên mức cao nhất mọi thời đại. Các nhà phân tích vốn luôn thận trọng nhận thấy giao dịch vàng ngày càng tăng, song cho rằng giữa chuỗi tăng sẽ có những khoảng lùi lại. Mặc dù vậy, cuộc khảo sát về vàng hàng tuần của Kiko News cho thấy trong khi các nhà đầu tư bán lẻ vẫn cực kỳ lạc quan về triển vọng của vàng và đang tìm kiếm cơ hội sở hữu sau khi giá chạm mức kháng cự gần 2050 USD Bất chấp triển vọng thận trọng trong ngắn hạn của các nhà phân tích phố Wall, nhiều người cho rằng vàng vẫn là một lựa chọn vững chắc để mua vào khi thị trường tài chính tiếp tục biến động. Sin Luce, đồng giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại của Wall Street, cho biết về mặt kỹ thuật, vàng có vẻ đã hơi bị mua quá mức ở mức hiện tại, nhưng có những lý do chắc chắn khiến chúng ta tiếp tục giao dịch ở các mức này. Chúng ta đang chứng kiến sự đa dạng hóa đáng kể sang kim loại quý do những bất ổn lớn trên thế giới. Greg nhà phân tích thị trường cấp cao của OANDA, cho rằng vàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ việc lợi suất trái phiếu giảm và đồng đô la Mỹ yếu hơn. Ông nói thêm rằng nỗi lo suy thoái gia tăng và kỳ vọng ngày càng tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục hỗ trợ vàng. Mặc dù ông Ed Lâm nói rằng dữ liệu việc làm của Mỹ tốt hơn dự kiến hoặc dữ liệu lạm phát tuần tới sẽ đưa ra con số nóng có thể làm hỏng đà tăng của vàng. Tuy nhiên dữ liệu phải cao hơn nhiều so với dự kiến mới có thể xảy ra khả năng đó. Ông nói, Bất kỳ dữ liệu đáng thất vọng nào hoặc thậm chí là những con số phù hợp với kỳ vọng, chúng ta sẽ thấy vàng tăng lên mức cao kỷ lục. Kết quả khảo sát mới nhất của Kiko News cho thấy trong số 22 người tham gia, có 10 nhà phân tích, tương đương 50%, lạc quan về giá vàng trong thời gian tới. Trong khi đó, tỷ lệ dự đoán giá giảm và giá đi ngang tương đương nhau là 25%. Trong khi đó, 647 phiếu khảo sát trực tuyến đã có chủ. Trong số này, 430 người được hỏi, tương đương 66%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới. 121 người khác, tương đương 19%, nói rằng giá sẽ giảm, trong khi 96 người còn lại, tương đương 15%, dự báo giá ổn định. Kết quả khảo sát của Kiko News về triển vọng giá vàng. Tâm lý của những người tham gia thị trường vàng hiện không thay đổi so với cách đây một tuần, giúp giá vàng tăng hơn 2% trong một tuần giao dịch ngắn hơn bình thường trước khi các thị trường bước vào lễ phụ sinh, kéo dài kỳ nghỉ cuối tuần. Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần qua, thứ năm ngày mùng 6 tháng 4, giá vàng giao ngay ở mức 2009,07 USD ounce, vàng kỳ hạn tháng 6 ở mức 2026,40 đô la Mỹ. Giá đã vượt qua ngưỡng quan trọng 2.000 đô la Mỹ sau cú sốc OPEC cắt giảm sản lượng dầu ngoài dự kiến và dữ liệu cho thấy lĩnh vực dịch vụ của Mỹ chậm lại với cơ hội việc làm giảm đi, làm gia tăng lo ngại về sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ do chính sách thắt chặt tiền tệ. Đồng đô la Mỹ giảm xuống quanh mức thấp nhất hai tháng trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ chạm mức thấp nhất 7 tháng càng hỗ trợ cho giá vàng tăng. Cùng với việc vàng tiếp tục chuỗi tuần tăng, các nhà phân tích lưu ý rằng kim loại quý kết thúc tháng 3 đã tăng 7%, trong khi duy trì triển vọng giá sẽ còn tiếp tục tăng, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng vàng cần nghỉ ngơi. Adam Butten, giám đốc chiến lược tiền tệ của ForexLive.com, cho biết ông có ý kiến trung lập về thị trường vàng trong ngắn hạn nhưng sẵn sàng chờ đợi. 2070 đô la là một mức rất cao. Nếu mức đó bị phá vỡ thì bầu trời sẽ là giới hạn. Andrian Jay, chủ tịch của Andrian Jay Asset Management, cho biết mặc dù ông dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới, nhưng ông cho rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng sẽ chỉ diễn ra ngắn và nông. Ông nói, mặc dù thị trường dường như muốn đi lên, nhưng vàng đã đi quá thời hạn để giảm giá. Đến lúc này, hầu hết thị trường nghĩ rằng có thể chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư ngày 5 tháng 4, ngân hàng lớn thứ hai ở Mỹ, Bank of America cho biết triển vọng cơ bản của vàng có vẻ tốt khi lạm phát vẫn tăng cao liên tục và những lo ngại về kinh tế tiếp tục gia tăng cùng với sự yếu kém của thị trường lao động, thanh khoản thắt chặt và thị trường tín dụng dễ vỡ. Chiến lược gia kỹ thuật của Bank of America, Pauliana, tác giả chính của báo cáo, viết rằng những động thái bứt phá của vàng và bạc đã khuyến khích thị trường kim loại quý Ông nói thêm rằng việc vàng tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 2078 đô la Mỹ có thể báo hiệu sự khởi đầu của một đợt tăng giá kéo dài 2 năm, có thể đẩy giá lên trên 2.500 USD. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng trong môi trường hiện tại, mục tiêu ban đầu của ông là trên 2.100 USD, mặc dù Siena có xu hướng tăng giá đối với vàng, nhưng ông nói thêm rằng có rủi ro là thị trường có thể bị coi là mua quá mức khi giá tăng lên mức 2078 đô la. Ông lưu ý rằng nếu chỉ số sức mạnh tương đối RSI hàng ngày, một chỉ báo động lượng, chạm mức 70 điểm, thì nó có thể báo hiệu một động thái tạm dừng hoặc điều chỉnh đối với vàng. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng chu kỳ thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang đã kết thúc. Công cụ CME Watch cho thấy rằng các thị trường nhận định 50 phần 50 rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất trong khoảng từ 4,75% đến 5,00% trong khi một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản khác vào tháng 5 tới sẽ tạo ra một cơn gió ngược cho vàng, song nhiều nhà phân tích không coi đó là yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với kim loại quý. Nhiều nhà phân tích lưu ý rằng trong môi trường này, các nhà đầu tư sẽ chỉ phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi các mức cao kỷ lục được nhìn thấy trở lại. Ngân hàng trao đảo, lạm phát cao, lãi suất tăng. Thị trường việc làm vốn kiên cường nhưng nay sắp dạn nứt, tờ Wall Street Journal viết. Sau khi giá vàng trở lại trên 2.000 USD ounce, các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đều có kế hoạch tăng dự trữ vàng của họ. Một nhà phân tích của ING cho biết, và thêm rằng điều đó là do một thế giới địa chính trị lưỡng cực ngày càng gia tăng trở nên trầm trọng hơn bởi cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói thêm rằng đó là một tác động tích cực về cấu trúc đối với vàng và tác động tiêu cực về cấu trúc đối với đồng đô la Mỹ.